Hello anh chị em bà con nha. Sáng hôm nay sếp em quay lại chỗ làm xe, thì em cũng giới thiệu qua một số xe em đang làm để em mời anh chị em mình đi thêm vòng nha. Này chính là xe Kia Seato em nè, thì em đang bỏ đây cho anh em mình tút lại đời 2007 nhập ha. Xe này khi mà tút lại hoàn chỉnh thì em bán 150 hơn chút xíu. Đăng kiểm tháng 4/2022. Em này xe Seato nhập đẹp lắm anh chị nha. Mà nó bị trầy lỗ này nè, em đang bỏ tút lại á. Xe này đi sướng lắm. Chắc xe đẹp ha. Và em Matic thì em đang bỏ sơn nguyên chiếc lại luôn. Xe này thì cũng có ông anh mình ổng dặn này. Thì thôi mình đi sơn nguyên chiếc lại luôn. Đó. Và đây là em IDOAG lên G, cái là biển số 51F61686, xe đẹp, biển số đẹp luôn. Em mới sơn lại hết 80% chiếc xe. Em này là G lên G ha. Lên vô lăng luôn. Rất là đẹp. Đó. Giờ nó hết rồi, ok ha. Xe còn tương đối là đẹp. Xe này rửa lại ok liền ha. Xe này thì giá nó cũng rẻ, có trăm mấy chục triệu à. Vô ly của mình đây thì đang chỉnh cái gương kính chỉnh điện lại bị hư. Đang bỏ chỉnh cái gương kính chỉnh điện lại. Vô ly này có 102 triệu à. Hầu như ở đây đa phần là xe của mình là nhiều nhất. Xe mình để đây cũng 8-9 chiếc rồi. Cái bãi xe anh mình như bãi xe của mình vậy. Kia Morning mới lấy về hôm qua, hôm qua về bị anh công an phạt đó chứ. Mà hơn anh biết mình phạt bên ở trên 67 luôn, An Giang luôn, là bên bển. Ngày mình nó chạy nó ngáo ngáo, nó chạy vượt đèn đỏ, xong rồi anh em bắt lại, rồi phát hiện khi nó cái tội nó chưa có bằng lái nữa, tại vì hôm qua kẹt nhân viên mình đi giao xe, không có ai giao trơn, là nhận em đi giùm, gặp em chưa bằng lái nữa, xong bắt luôn, xong rồi giam xe. Mà hơn anh đó, ảnh biết mình, anh nói biết mình qua kênh YouTube Hịnh mua bán ô tô, cái nó thôi cho em lấy xe về á, mà giữ lại giấy tờ xe, chắc 3 bữa nữa, 4 bữa nó ra lấy giấy tờ về. 4 bữa nó lên, ngày mình lên đóng phạt. Khi đóng phạt xong thì lấy giấy tờ về ha. Bên đây em Innova đây nữa. Innova mình cũng đang bỏ làm nữa nè. Innova 663 Tiền Giang 04218. Đó, xe này của mình cũng đang bỏ sơn. Chiếc này mới vừa sơn nguyên chiếc xong á, sơn dọn cho khách nè. Chắc chiều nay là xong rồi. Chiều nay xong điện khách qua lấy được rồi. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua bán xe cũ, xe mới, xe lướt gì đó, mua bán trao lưu trao đổi gì đó, cứ nhắc máy alo Hình số điện thoại nha. Cảm ơn em nhiều, chúc em bà con mình gặp nhiều may mắn, gặp nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha. Chào anh em nha.